Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách kiếm tiền Momo nhé, trên cái con web có tên là Can Game. Khi anh em chơi trên web này thì anh em kiếm được đồng can. Đồng can này bạn có thể giao dịch được nha, sàn giao dịch này anh em có thể bán hoặc là mua, chuyển tiền về Momo của chúng ta nha anh em. Đương nhiên là mình đã rút tiền thành công rồi nên mình mới review cho anh em nhé. Nếu như anh em nào không muốn rút tiền về Momo ấy thì anh em có thể vô cái phần trang chủ cuộc sống này. Ở đây nó có thẻ cào nha, anh em có thể dùng can để đổi ra thẻ cào. Và thấp nhất anh em sẽ bỏ ra 28 can để đổi cái thẻ cào 10k. Ở đây chỉ có 3 nhà mạng là Viettel, Vina và Mobi thôi nha anh em. Cao nhất sẽ là 200 ngàn. Và giá một can sẽ là 357 Việt Nam đồng. Nó sẽ cao hơn là anh em bán rút về Momo nhé. Can game này á, mình đã từng review trên kênh của mình rồi. Nếu như cần anh em có thể xem lại video đó ha. Bấm vô ba gạch góc trái trên cùng này thì nó sẽ sổ ra hết. Anh em có thể làm nhiệm vụ để kiếm can game miễn phí hoặc là vô sàn giao dịch để mua cho nó nhanh cũng được. Đương nhiên là cái giá mà anh em mua nó sẽ cao hơn là cái giá anh em bán nha. Nếu như anh em nào mà bây giờ mới chơi cái con can game này á thì bạn có thể vô cái phần là mời bạn có thưởng này. Thì ở đây anh em có thể là nhập cái mã code này để ủng hộ mình nha. Mã code mình để ở dưới phần mô tả video, anh em nào cần có thể là copy cũng được. Đây mình đã mời được hơn 1.000 người rồi anh em. Chúng ta sẽ nhận được là hoa hồng từ rep nhé. Đó anh em bấm xác nhận là thành công rồi đó. Về lại phần trang chủ thì cái chủ đề chính của ngày hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn anh em, chia sẻ cho anh em cái thủ thuật mà mình hay chơi cái dự đoán cực vui này. Thì dạo này nó cũng ít kèo anh em, Tết nhưng mà do dịch Covid hay sao đó ít kèo chơi lắm, chủ yếu là toàn coi ảo thôi. Mà coi thì không phải ai cũng chơi được. Còn kiếm tiền Momo thì mình nghĩ là cái lượng người chơi nó sẽ cao hơn. Nên mình sẽ review cho anh em cái thủ thuật mà mình hay chơi ở trong dự đoán cực vui này. Khi mà chúng ta có can ở trong cái tài khoản thì anh em có thể dùng nó để chơi các cái trò chơi. Trước khi chơi thì mình sẽ show cái lịch sử mà nãy giờ mình đang chơi này anh em. Đây, gần nhất là 15 giờ 26 phút mình cộng được 198 can. Một can là ít nhất thì cũng là 300 đồng ha. 198 can này thì tính ra cũng được khoảng 60 ngàn ha. Cái lệnh mà trừ 30 này trừ 15 là mình chơi thua. Còn phía trên là cộng nha. Chỉ cần nó cộng thôi là chúng ta có tiền, nhưng quan trọng là cộng bao nhiêu nữa. Đấy, thì đây là cái lịch sử của mình. Đương nhiên là cũng sẽ có thắng có thua ha. Nhưng mà chúng ta chơi làm sao cho cái tỷ lệ thua nó thấp nhất có thể là được. Hoặc là thua ít, nhưng mà khi mà chúng ta thắng ấy thì phải thắng nhiều. Thì vậy anh em mới có lời nha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách chơi của mình trước, sau đó mình sẽ giải thích tỷ lệ cược là gì, rồi ba lăng nhăng ở trong đây ha. Thì trò này bên trái là rồng, bên phải là phượng ha. Bên dưới là cái can mà chúng ta có thể đặt vô. Đấy, ví dụ mình đặt một can ở con rồng này đi. Thì nếu như mình thắng á, nó sẽ nhân với cái tỷ lệ cược. Đấy, lát tỷ lệ cược là gì mình sẽ review. Bây giờ mình đặt một bên rồng nha. Đó, bây giờ nó sẽ quay này. Nếu như ra rồng thì chúng ta sẽ được cộng tiền như thế này. Đấy. Còn nếu như thua thì mình sẽ bị trừ tiền. Mình thắng đúng không? Thì mình sẽ đặt rồng tiếp, vẫn đặt một nhá. Chúng ta thắng, chúng ta vẫn đặt một. Ở đây thì anh em có thể đặt rồng hay là phượng. Ở đây mình thua, mình trừ một can đúng không? Thì mình sẽ double lên hai can, mình vẫn đặt rồng nhá, đến khi nào ăn thì thôi. Đó, mình đã ăn như thế này. Ăn thì chúng ta lại dừng về một can nhá. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích cho anh em cái tỷ lệ cược là gì nhá. Mình ví dụ nhá, cái tỷ lệ cược là 1.77. Nếu như chúng ta đặt cược là 10 can, anh em thắng nhá, thì anh em sẽ nhận được là cộng 7.7 can. Và nó sẽ trả lại 10 can ban đầu mà anh em đặt nha. Vậy là chúng ta bỏ ra 10 can và anh em sẽ nhận lại là 17.7 can. Quan trọng là cái tỷ lệ cược này của anh em. Đấy, nó trên 2 thì càng tốt ha, càng cao càng tốt. Còn nếu như chúng ta thua nó chỉ mất 10 thôi. Cái lợi ích đầu tiên mà khi chúng ta đánh từ thấp lên cao á, anh em đánh từ một chẳng hạn đó, đó là khi chúng ta thua chúng ta sẽ mất không có quá nhiều. Đấy, nhưng mà khi chúng ta thắng thì anh em sẽ thắng được nhiều hơn. Đấy, quan trọng là cái tỷ lệ cược của anh em. Bây giờ mình sẽ đặt lên 5 luôn ha, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đó. Thông thường mình sẽ đặt 5, thua mình đặt lên 10, 10 thua mình đặt 20. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chơi giống như bình thường mình hay chơi ha. Và thỉnh thoảng cái tỷ lệ cược á, nó lên cực kỳ là cao luôn anh em. Đó, ví dụ nhá, đây mình ví dụ mình đặt 10 ở bên này, đúng không? Thì tuy nhiên có ông nào đó, ông nó đặt 100 ở bên phải, đó, ông đặt con phượng. Thì cái tỷ lệ cược ở bên con phượng nó thấp xuống và cái tỷ lệ cược ở bên con rồng nó cao lên. Đấy, nếu như mình thắng á thì 10 này đúng không? 10 nhân cho 3 phép mấy có phải là nhiều tiền hơn không? Quan trọng là cái tỷ lệ cược nha anh em. Đặt bao nhiêu nó là một chuyện và cái tỷ lệ cược càng cao nó lại là một câu chuyện khác ha. Đó, trừ 10k đúng không? Thì mình sẽ lên 20 nhá.
Đấy, đơn giản vậy thôi anh em. Ăn xong thì mình lại về số 5 ha, mình đặt 5 tiếp. Mình đặt thấp nhất là 5. Còn nếu như anh em mà ít can hơn mình nhớ thì anh em có thể thấp nhất là 1, hoặc là anh em có nhiều hơn nữa thì anh em có thể đặt 20 hoặc 100. Quan trọng là anh em phải chơi theo cấp số nhân nhá. Đó, cứ đặt một con thôi. Ví dụ anh em đặt rồng chán rồi thì anh em có phương anh em đặt. Đấy. Còn những bạn nào có kinh nghiệm cao hơn hoặc là những cái mẹo cao hơn á, anh em có thể là chơi rồng, chơi phượng, chơi tùm lum tà la, miễn sao anh em thắng là được. Đấy, đâu ai muốn mình chơi thua đúng không anh em? Mình show lại cái lịch sử này, thấy chưa? Đó, mình đặt 5 thua, đặt 10 thua, sau đó mình đặt 20, mình ăn được 19.9 à. Đặt một thua này, sau đó đặt 2 ăn được 1.5. Đấy. Đặt 5 thua này, đặt 15 thua này, đặt 30 thua này, mình đặt 60 ăn được cộng 197. Quan trọng là cái tỷ lệ cược nó càng cao á thì cái tiền mà chúng ta kiếm được á, nó nhân lên càng cao.